0,09 mg vitamin B6, 10 mg vitamin C. Nào, chúng ta cùng tìm hiểu những tác dụng của giá đỗ có thể sẽ khiến bạn bất ngờ. 1. Giá đỗ chống ung thư, hạ huyết áp, hạn chế tiểu đường. Các hoạt chất trong giá đỗ có thể hỗ trợ điều trị các bệnh về tim mạch như huyết áp, tiểu đường, giảm cholesterol trong máu, đặc biệt là khả năng chống ung thư trực tràng, ung thư vú. Sử dụng giá đậu xanh đem đun kỹ, lọc lấy nước, sau đó một ngày uống hai lần sẽ giúp hạ huyết áp. Hai, giá đỗ vô cùng tốt cho trí não. Với lượng protein trong hạt giá đỗ lên tới 40%, gần bằng với thịt sữa, thì giá đỗ là một lựa chọn tuyệt vời trong thực đơn ăn chay. Chất béo trong loại rau này không khiến bị đau bụng mà còn cung cấp axit béo cho tế bào não, phù hợp cho người làm việc trí óc. Giá đỗ tăng cường sinh lý, tốt cho thai nhi và sản phụ, kéo dài tuổi thọ. Trong giá có chứa rất nhiều vitamin C và kẽm, có công dụng tăng sinh nội tiết tố, làm tăng ham muốn ở cả nam và nữ. Thường xuyên sử dụng giá đỗ trong các bữa ăn của sản phụ thời cuối của thai kỳ sẽ giúp sản phụ dễ sinh hơn, đồng thời tránh sảy thai và kéo dài tuổi thọ con người. 4. Giá đỗ làm đẹp da và giảm cân. Các chất vitamin E, C và chất chống oxy hóa trong giá đỗ có tác dụng hấp thụ tia tử ngoại, giúp tẩy sạch các nắm đen trên da, khiến da không còn bị thâm, không bị nhăn và làm cho da mặt bất khô trở nên căng mịn, sáng hơn. Giá là loại rau rất giàu vitamin, protein và khoáng chất nhưng lại chứa rất ít năng lượng. 100g giá đỗ chỉ chứa khoảng 8 calo nhiệt lượng. Một người cần 2.000 đến 2.500 calo mỗi ngày trong giá rất ít chất béo nên sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng mà không bị thiếu chất